Thường ăn cơm sườn á thì mọi người ăn với nước tương hay là tương ớt hay là nước mắm chua ngọt. Còn riêng tôi là thích ăn nước mắm chua ngọt nha. Mà cũng hơn 40 năm cuộc đời rồi, tôi chưa có thấy ai ăn cơm sườn mà với tương ớt hết trơn á. Vậy mà hổm rày á, gần gần ở trên top top á, tôi thấy có một ông Tây, ổng chỉ cho người Việt mình ăn cơm sườn với tương ớt. Thiệt sự á thì tôi cũng không biết cái này là ý tưởng quảng cáo của một brand nào hay á là cái này là do sở thích của người Tây nữa. Nhưng mà còn riêng cá nhân của tôi nha, ăn cơm sườn là phải ăn cái loại nước mắm kẹo, thiệt là kẹo nha. Rồi nó có cái vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện với tỏi ớt. Mấy bà có công nhận không, cơm sườn có ngon hay không á thì cái phần nước mắm nó cũng quyết định một phần rất là quan trọng luôn. Bởi vì từ lúc mà tôi biết đến cái chai nước mắm chua ngọt của làng chài xưa tới bây giờ nha, bây giờ mỗi lần mình nhà mà muốn ăn cơm sườn là chỉ cần góp nước mắm ra là ăn thôi, không có còn phải kỳ công pha pha chế chế giống như ngày xưa nữa. Mà có khi pha ra nó cũng chất quá cả, nó không có giống như cái hương vị của mấy cái quán cơm tấm mấy bà ơi. Cái nước mắm chua ngọt của làng chài xưa này á thì cái vị nước mắm của nó ngọt ngọt mặn mặn chua chua, cái vị nó chua nhiều hơn á. Mà cái này là nước mắm dạng kẹo nha mấy bà, cái vị nó chua nhiều hơn á, cho nên là mình ngoài ăn với cơm sườn ra thì mình còn ăn được với gỏi nè, hay là mình dùng để trộn gỏi hoặc là ăn mấy cái món cá chiên, thịt chiên cũng ok luôn á mấy bà. Ủa mà nói gì thì nói chứ ăn cơm sườn á là phải ăn với nước mắm chua ngọt chứ không có ai ăn với tương ớt nha mấy bà. Bà nào mà không biết pha nước chấm chua ngọt để ăn với cơm sườn á thì cứ mua cái chai nước chấm khoa sẵn giống như tôi vậy nè mấy bà.